Huyền Anh xin chào tất cả các con. Các con ơi, bây giờ cô Huyền Anh sẽ cho tất cả các con cùng quan sát một bức tranh và nhiệm vụ của các con sẽ đoán bức tranh của cô Huyền Anh được làm từ gì nhé. Và trên tay cô Huyền Anh đang cầm là bức tranh hoa cúc họa mi đấy. Các con hãy thử đoán xem các bông hoa của cô Huyền Anh được làm từ gì nào. À, các bông hoa này được làm từ vỏ khay trứng đấy. Thật là khó tin đúng không nào? Và bằng cách nào cô Huyền Anh có thể làm được? Thì ngày hôm nay cô Huyền Anh sẽ hướng dẫn tất cả các con làm tranh hoa cúc họa mi từ vỏ khay trứng nhé. Và để làm được bức tranh như vậy thì các con sẽ cần phải chuẩn bị cho cô các nguyên vật liệu sau đây. Một vỏ khay trứng, giấy màu và bìa màu, một hộp màu nước, khay pha màu, cọ, thước, kéo, keo sữa, bút lông và một ly nước nhé. Và các con đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta hãy cùng nhau bắt tay vào thực hiện nhé. Đầu tiên, các con hãy dùng kéo cắt cho cô 9 phần lõm của vỏ khay trứng nhé. Vì phần này khá là khó, cho nên các con có thể nhờ đến sự trợ giúp của người lớn nhé. Các con nhớ tỉa phần đường viền cho đều nhé. Các con cắt cho cô thêm 8 hình như vậy nữa nhé. Tiếp theo, các con hãy dùng đến phần này để tỉa thành hoa nhé. Các con hãy cắt cho cô khoảng 6 đến 8 cánh tùy các con nhé. Tiếp theo, các con hãy tỉa tròn từng cánh cho mềm mại nhé. Sau đó, các con hãy dùng tay uốn cong từng cánh hoa ra phía bên ngoài nhé. Chúng ta sẽ được bông hoa như vậy, các con làm tương tự với các hình còn lại nhé. Tiếp theo là phần thân hoa. Sau đó, các con cắt cho cô khoảng 5 sợi dài đều nhau nhé. Tiếp theo, các con lấy bìa cứng màu vàng, dùng keo sữa dán các sợi giấy màu xanh lên trên. Oh, oh, big, big, big,
theo, các con hãy dán bông hoa lên phần cành nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tô màu nhé. Ở đây, cô Huyền Anh đã pha ra các màu như màu cam, màu xanh dương, màu trắng, màu hồng và màu vàng nhé. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau tô màu nhé. Về cơ bản cũng đã xong, chúng ta hãy cùng nhau vẽ một chiếc nơ xinh đẹp cho bức tranh nhé. Chúng ta sẽ dán lên đây nhé. Và đây là thành quả của chúng ta nhé. Và đây là sản phẩm của cô Huyền Anh và các con vừa thực hiện đấy. Chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng hai bức tranh này nhé. Sau khi xem xong video này, các con đã hết thắc mắc bằng cách nào cô Huyền Anh có thể làm ra được bức tranh hoa cúc họa mi bằng vỏ khay trứng rồi đúng không nào?
Và video của cô Huyền Anh tới đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong các video lần sau nhé. Bye bye.